Xin chào các bạn, mình là Nhân BB đây. Chúc các bạn ngày mới nhiều vui vẻ. Các bạn ơi nhìn này. Ôi, Haki Waki Chúa và một con quái vật mới các bạn ơi. Wow, mình không biết con này là con gì nữa các bạn ơi. Nhưng mà một đám Haki Waki Chúa đang bao vây xung quanh con quái vật này luôn các bạn ơi. Ui, con quái vật này nó nhìn nó đáng sợ chưa? Ê ơi, mình nhìn nó còn kinh kinh hơn con Haki Waki ấy. Ê ơi, mắt nó đỏ lừ luôn. Răng của nó cũng vậy các bạn ạ. Ê ơi, con này ghê quá thề luôn các bạn ạ. Mình sợ lắm các bạn ơi. Mình không dám lại gần con này đâu. Nhưng mà thôi rồi, mình sẽ cố gắng tiến gần nó để cho các bạn xem cái mức độ kinh khủng của con này nha. Haki Waki ơi, cho Nhân BB đi nhờ tí nhé. Đây, chúng ta sẽ vào đây. Wow, con này nó cũng rất là cơ bắp luôn các bạn ơi. Nhưng mà cái nó là màu hường nam tính. Êu ơi, wow, ghê à. Chúng ta sẽ đến gần hơn cái răng của nó này. Êu, cái răng của nó nhọn giống răng của Haki Waki. Êu ơi, kinh thật đấy. Con quái vật này, mình sẽ tạm gọi con quái vật này là con quái vật đầu lợn nha. Mình nhìn con này giống con lợn lắm. Đây, đây là Haki Waki Chúa. Ê, Haki Waki Chúa thì nhìn vẫn kinh hơn đúng không? Nhưng mà không biết sức mạnh của Haki Waki Chúa có thể đấu lại được con quái vật này không các bạn ơi. Đấy, mình cũng không biết nữa đâu. Tất nhiên là bây giờ chúng ta mới biết được sự xuất hiện của con quái vật này đúng không? Nên là sức mạnh của nó thì chúng ta không biết. Và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau xem và kiểm chứng sức mạnh của con quái vật này nha các bạn nha. Và các bạn ơi, trước khi xem cái video này của mình, các bạn đừng quên ấn like video và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Nhân BB nhé. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Mình rất mong cái video này của mình được 10.000 like các bạn ạ. Nên là tất cả các bạn hãy ấn like giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn anh em đã ấn like. Ok rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thôi trận chiến giữa một con quái vật mới và đàn Haki Waki này nha các bạn nha. Rồi ok, nào, 1, 2, 3 go. Ô, quái vật mới này. Ôi, quái vật mới này võ nó giỏi quá các bạn ơi. What? Trời ơi, một tí thôi nó đã tiêu diệt được một đám Haki Waki rồi các bạn ạ. Được đấy. Được rồi, bây giờ mình sẽ gọi Haki Waki khổng lồ ra xem là con này có đấu lại được không các bạn nha. Ok. Rồi ok các bạn ơi, Haki Waki khổng lồ màu hồng đấy rồi ha. Đối với lại con quái vật mới này cũng màu hồng luôn. Không biết thế nào đây các bạn ơi. Các bạn chọn về đội nào, các bạn bình luận bên dưới cho Nhân BB biết nhé. Nhưng mà mình thấy con quái vật này cũng đáng sợ đấy các bạn ạ. Không biết là Haki Waki màu hồng của chúng ta có thể chiến đấu lại được hay không. Chúng ta cùng nhau xem đấy các bạn nha. Ok, xem nào. Hai con quái vật màu hồng này đấu với nhau. Haki Waki đánh bay nó ra luôn. Wow, nó đang lại gần nhưng mà không đấu lại được Haki. Wow, trời ơi các bạn ơi. Ui, con quái vật này võ nó ghê chưa. Ui, lại một lần nữa nó đã thắng được Haki Waki khổng lồ rồi. Ê ơi, kinh thế. Bạn giỏi thế bạn ơi, khét đấy. Được rồi, bạn đừng có gái. Nhân BB sẽ gọi thêm cả một đội quân Haki Waki khổng lồ đến để đấu với con quái vật này các bạn ạ. Này thì nhờn với chúng tôi này. Này thì nhờn với Haki Waki này. Các bạn nhìn thấy chưa? Lần này thì sao? Haki Waki khổng lồ đã có mặt hết ở đây rồi. Cố lên anh Haki Waki ơi. Sức mạnh của anh Nhân BB biết là cũng rất là khỏe đấy. Nhưng mà lần này nó lại có một con quái vật mới. Nên là các anh cố giành chiến thắng nha. Các bạn đang xem cái video này đang ấn like ủng hộ tất cả các anh Haki Waki và ủng hộ Nhân BB rồi đấy. Còn con quái vật mới này nhìn nó bé Haki Waki mà có vẻ như nó khỏe quá các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp nào. Nào anh em, các bạn ơi, mọi người ấn like video ủng hộ mình nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Rồi, 1, 2, 3, go. Haki Waki là xong lên. Ôi, quái vật đấy bị tiêu diệt rồi. Đấy, làm sao mà nó có thể đấu lại được một đội quân Haki Waki các bạn ơi. Nhưng mà đấu như vậy mình cảm thấy không đẹp lắm. Vì Haki Waki cũng cả một đội quân cơ mà, còn nó chỉ có một con thôi. Được rồi, bây giờ mình sẽ gọi thêm một quái vật nữa nha các bạn nha. Ok các bạn ơi, lần này đã xuất hiện thêm một con quái vật nữa rồi đây. Ô, cái quái vật này có vẻ nhìn hiền hơn các bạn ơi. Mắt nó màu trắng này, đấy. Còn con này thì kinh hơn các bạn ơi. Không biết là lần này thì hai quái vật này sẽ đấu đấu với lại ba Haki Waki khổng lồ các bạn ơi. Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xem nha. Hai con quái vật này có đấu lại được ba con Haki Waki khổng lồ đúng không các bạn nha. Đây là trận chiến để xem sức mạnh của đội nào mạnh hơn các bạn ạ. 1, 2, 3 yo. Haki Waki khổng lồ chiến đấu rồi. Wow, ui nó khỏe quá. Ui,
ui. Ok các bạn ơi, có vẻ như hai con quái vật này rất là mạnh các bạn ạ. Lên mình đã gọi thêm chiến binh mới, các bạn hãy xem đây. Kia kìa, Dog Tundog. Quái vật này cũng không phải là yếu đâu các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy con Dog Tundog này chưa? Nhìn nó ghê không? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem con Dog, hai con Dog Tundog này có thể đấu lại con quái vật mới này không các bạn nha. Ok rồi, chúng ta cùng nhau xem nào. Dog Tundog cố lên, cố lên. Anh em ơi, xông lên. Yo. Ô, ô, ô. Ôi, Dog Tundog ơi. Ôi không, Dog Tundog một chiêu là đã bị tiêu rồi các bạn ơi. Ui giời ơi, hai quái vật này mạnh đấy nhè. Được rồi, được rồi, được rồi. Đứng đây, đứng đây. Mình sẽ gọi Húc, người khổng lồ xanh đến các bạn ạ. Đây rồi các bạn ơi, người khổng lồ xanh đây rồi. Ha 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 ha. Làm sao con quái vật kia? Mình đã biết sức mạnh của người khổng lồ xanh chưa? Hơi bị mạnh luôn đấy. Xem con quái vật mới này có đấu được người khổng lồ xanh không các bạn nha. Chúng ta cùng nhau xem nào. Người khổng lồ xanh cố lên, cố lên. Nào, 1, 2, 3, vô. Ôi, ôi, người khổng lồ xanh biến hình luôn. Ô, thấy chưa, người khổng lồ xanh biến hình nên mạnh lắm các bạn à. Wow, được đấy, các bạn thấy chưa. Ui, 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 ghê à. Ghê à, người khổng lồ xanh mạnh quá các bạn ơi. Được rồi, người khổng lồ xanh đứng dây. Anh đã giành chiến thắng được rồi. Bây giờ anh sẽ thử đấu với con quái vật khổng lồ này xem nào nha. Rồi, để nghiêm, mình sẽ cho người khổng lồ xanh đấu với con quái vật khổng lồ này các bạn ơi. Đây, các bạn chờ mình tí, mình tìm cho. Đây, đây, người khổng lồ xanh sẽ phải đấu với con quái vật này các bạn à. Ui, các bạn thấy thế nào, con quái vật này ngày trước ăn đánh bại hết tất cả mọi đối thủ luôn. Ghê cực kỳ luôn, con SCP bao nhiêu ấy các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nha. Người khổng lồ xanh và con quái vật này nha, ai sẽ giành chiến thắng nha. Ui, các bạn nhìn này, mắt người khổng lồ xanh này, nó cháy 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 gì luôn ấy. Ừ, ghê chưa. Wow, đẹp thật đấy. Được rồi, và con SCP này thì sao? Ghê gớm, sức mạnh từ đá luôn các bạn ơi. Đấy, bắn nó không xi nhê gì đâu các bạn ạ. Được rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các bạn nha. Và các bạn ơi, đừng quên ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ Nhân BB nhé. Rồi, nào, 1, 2, 3, xem. Wow, what? Người khổng lồ xanh bị con này gần một phát tiêu luôn. Vô lý, vô lý các bạn ơi. Mình sẽ triệu hồi người khổng lồ xanh thêm lần nữa các bạn ạ. Mình không thể tin được. Này, người khổng lồ xanh kia. Ây, oh, what? Người khổng lồ xanh kia vừa, mình vừa triệu hồi một cái bị quái vật này tiêu diệt luôn. Ôi không, con quái vật này mạnh quá. Ôi trời ơi, người khổng lồ rung nhanh thế nào. Lên đi anh ơi, người khổng lồ rung nhanh thế này. Ây, các bạn chưa, người khổng lồ rung nhanh đâu rồi. Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui bị quýnh bay luôn các bạn ơi. Ui, người khổng lồ rung nhanh chạy đâu rồi. Ui, đang bị kẹt trong đây. Người khổng lồ rung nhanh đang bị kẹt trong đây. Đây các bạn ơi, mình, các bạn nhìn này. Ui, mình sẽ cứu người khổng lồ rung nhanh ra. Để cho người khổng lồ rung nhanh đối với con quái vật này các bạn nha. Ra ngoài đây anh ơi, ra ngoài đây đi. Ui giời ơi, anh này bị kẹt đây rồi. Yêu đây, yêu đây. Ui, ghê chưa. Ui, 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 bị quýnh ghê quá. Nào, đấu đi, đấu đi, đấu đi. Đấu đi, đấu đi, đấu đi. Ui, ui giời ơi. Ui đau ấy. Ấy, ui, ui không. Người khổng lồ rung nhang đốt cháy được con quái vật này nhưng vẫn không thắng được nó các bạn ơi. Ui, SCP này ghê thật đấy. Được rồi. À, quỷ đầu đen. Ờ à, đúng rồi, quỷ đầu loa. Quỷ đầu loa và quỷ đầu đen nữa. À đây, quỷ đầu loa này sao. Ấy, tấn công. Tấn công. Đốt cháy con SCP này luôn. Ô, ô, what? Trời ơi. Quỷ đầu loa, quỷ đầu loa tấn công này các bạn ơi. Ui, nó gầm lên này, đây các bạn xem này. Ui, tấn công này, tấn công, tấn công, tấn công. Ôi, ui, what the. Ui các bạn ơi, mình vừa nhìn thấy cái gì nó vừa lổ ấy. Ui, khói đen luôn. Quỷ đầu loa tự lổ tung luôn các bạn ơi. Ui, kinh khủng thật sự luôn. Nãy nha các bạn nha, chúng ta xem nãy nha. Nào, đấy, tấn công đây. Đấy, bắn luôn. Đấy, bắn đây. Bắn đây, ghê chưa. Đấy, các bạn xem này, quỷ đầu loa đang bắn vào lưng của nó này các bạn ơi. Không sao luôn. Ghê chưa. Wow, wow, ui, nó quay lại rồi. Nó không thèm đánh luôn. Ui, ui. Hất một cái bay quỷ đầu loa ra ngoài luôn các bạn à. What the.
quái vật gì mà ghê gớm vậy anh em ơi. Ôi trời ơi. Ui ui, lại đốt cháy luôn này. Ui ui, bắt đi bắt đi bắt nó đi. Ôi lại bị lổ luôn, không thể nào đấu này được con quái vật này các bạn à. Con quái vật này vẫn là con quái vật mạnh nhất, mình vẫn chưa tìm cách tiêu diệt được nó các bạn ơi. Ui ok các bạn nha, mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Các bạn có thấy thích cái video này không, đừng quên ấn like video và đăng ký kênh để theo dõi Nhân BB nhé, nhấn chuông thông báo luôn nha các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Ok.